Vâng, và trận thi đấu tiếp theo, tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-2 dành cho cặp đôi đến từ Game TV Chim Sẻ Nắng và Hồng Anh. Đây là màn hình máy của cầu thủ BB. Và đây là màn hình máy của Mèo Mèo. Vâng, như vậy là anh Mèo lại có quả phụ rồi, lại bầy hươu đôi voi. Và anh Mèo lại kích 8 thì có lẽ là cũng căng. Sang Bi xem tình hình thế nào. Vâng, Bi cá sấu hơn một chút, nhưng Bi không chết dần. Bi vẫn đang còn khá. Vâng, Bi vẫn đang khá may mắn với một máu cuối cùng. Một bài mà cả hai game thủ bên phía Scarlet đều có khá nhiều rừng. Chúng ta cùng xem ai là người đánh cung, ai là người đánh chém. Mỗi người đều có một đôi voi. Bi thì là may mắn trong một tình huống không bị chết dần. Màn hình máy của game thủ Mèo vậy. Chúng ta cùng xem Mèo ép đời thôi. Anh Mèo ép đời rất chuẩn. Vâng, anh Mèo đang rất chăm chỉ, tỉ mẩn. Các bạn thấy là một bầy hươu to, nhưng anh Mèo vẫn đang cực kỳ tỉ mẩn, to và rất xa. Nhưng anh Mèo vẫn đang tỉ mẩn đưa về nhà chính từng con một. Lúc đầu có chết đâu. Vâng, màn hình máy của em thủ BB. Vâng, BB đang cố gắng đưa nốt đôi voi về. Bài 4 voi đến từ em thủ BB. Nhưng dường như BB là người chết một dần thì phải. Vâng, nhả dần. Vâng, bé thứ hai và bé thứ ba được thiết kế gần như là cùng nhau. BB có lẽ là người sẽ đánh cung. Còn Mèo Mèo thì sao? Đây là màn hình máy của thủ Mèo. 22 nông dân thôi. Một bài lại đầu 8. Sợ quá rồi. Vâng, 8-5x dành cho thủ Mèo. Thực sự là rất sợ. Anh ép đời thực sự là khủng khiếp. Anh Mèo ép đời quá khét. Vâng, dò ra. Và có lẽ là công giáp sẽ đầy đủ. Vài lực là khá khỏe. Vâng, giáp trước, công sau. Lực vẫn đang còn khá khỏe. Gặp xẻ đệ. Như vậy gặp xẻ đệ luôn. 23% giò. Vâng, bắt đầu chọc giò với nhau. Thi thố ở giò.
trao đổi chiêu thức. Vâng, bài này bài rất khó bo vàng đến từ thủ Memel. Memel là một bài lên sớm nhưng hiện tại thì đang vâng, hiện tại thì anh Mèo đang không có biện pháp xử lý một cách hợp lý đối với con gà giò của cầu thủ chim sẻ nắng. Nhưng nói chung vâng, anh Mèo cũng là người ăn được khá nhiều dân của sẻ đẻ ở bãi quả. Một tên mạng đổi mạng thôi. Tham lai của anh Mèo bây giờ là 2 xịch. Vâng, lại lọt vào bãi gỗ của anh Mèo một tên nữa. Và đây là con giò. Nào, chúng ta hãy cùng xem tên này. Như vậy là đã ăn được con hồ thủy. Và bây giờ thì hai lạc đà, một bãi ăn hoàng. Một bãi vâng, một bãi ăn hoàng ở phía trên và một bãi vàng. Anh mèo đang hết vâng. Anh mèo đang hết sức cóng. Vâng, anh mèo đang quá cóng, các bạn có thể theo dõi trên màn hình. Không còn vàng để sóc của con phủ nữa. Không còn vàng để sóc của con phủ nữa. Quá cóng dành cho anh Mèo. Anh Mèo đã chết rất sâu. Vâng, 13. 13 là tham lai lúc này của anh Mèo. Chim sẻ nắng đã có một tên vâng lên đời muộn hơn so với game thủ Mèo Mèo. Nhưng vâng, thực sự là chim sẻ nắng rất khác. Vâng, tham lai của thủ BB 41. Để có thể liên hoan xác thịt. Chim sẻ 25/36 đang có những tình huống đi chém rất thông minh và hiệu quả. Vâng, tham lai 40 là tham lai lúc này đến từ đối thủ BB. Cái thế 2 đánh 1. Bây giờ thì ốp được BB và Hồng Anh có lẽ là vâng thi đấu với nhau. Hồng Anh thì nhỉnh hơn cung R một chút, nhưng BB thì khả năng phát triển thì được đánh giá cao hơn một chút. Chỉ là như vậy thôi. Chim sẻ nắng vừa có một tên không để ý, nhưng vừa rồi là một tên BB cũng không phải là ăn được quá nhiều dân. Mọi thứ ôi không được rồi, một tên ốp đến từ cái thủ Hồng Anh. Vâng, Hồng Anh ốp và lạc đà của sẻ đệ đang vâng tràn vào. Vâng, vẩy e. Vâng, những tên vẩy e và sau đó thì lạc đà của tuyển thủ chia sẻ nắng chỉ việc lao vào và chém thôi. Vâng, một tên là BB vẫn đang hết sức cố gắng. Các bạn có thể theo dõi trên màn hình là BB vẫn hết sức cố gắng kéo giãn đội hình. Vâng, vẫn kéo giãn đội hình của sẻ đệ ra. BB chưa muốn lọt nhà trong tuần này. Nhưng vâng, Hồng Anh và sẻ đệ vẫn đang cố gắng đẩy những con cung R cao và cho những con lạc đà áp sát vào những con cung R của đối thủ của BB. Anh Mèo bây giờ tham lai là 20. Thế còn BB 5 xịch. Hồng Anh vẫn đang cố gắng điều những con cung R. BB cũng vậy. Nhưng BB à vâng, nhưng Hồng Anh có những con lạc đà của cái thủ chim sẻ nắng. Vâng, Hồng Anh chuyển sang chế độ cắn dần để có thể kéo thêm những con cung R của game thủ BB lui về đỡ nhà và kéo thêm một tên cung R nữa lên.
Nhưng xẻ đệ đâu rồi, lạc đà đâu hết rồi, chả nhẽ từ nãy đến giờ không ra được một tên nào nữa. Vâng, BB vẫn đang cố gắng căng sức mình ra. BB bắt đầu tăng Nga. Tên này là tên mà đối thủ Hồng Anh lại bắt đầu kéo thêm lên. Nhưng BB có lợi thế ở gần những nhà của mình hơn. BB vẫn đang gồng mình lên để có thể thi đấu. Cả hai người cùng đang điều R. Những tên điều R cực kỳ đẹp mắt. Đúng là tuyệt kỹ. Đúng là đẳng cấp, tuyệt kỹ. Và bây giờ thì những con lạc đà của game thủ chim sẻ đi lên. BB bắt đầu lại gặp khó và bây giờ thì giật tiếp về phía sau để có thể vừa lấy những nhà A cản mặt và vừa có thể thủ lại những con lạc đà. Nhưng đây là một tên khó. Khó rồi. Và có lẽ tỷ số là 2 đều. Vâng, nhà của Bi đã quá lủng rồi. Vâng, rất khó khăn dành cho thủ BB. Thôi và có lẽ thì hai đều thôi. Đánh tiếp cho nó vâng hưng phấn. Tham lai và đi sai rồi. Vâng. Và là hai đều. Rất gay cấn ở kèo đấu chung kết. Chỉ cần mới 5 con lạc đà thôi. Game thủ chim sẻ đã cho game thủ khiến cho mèo mèo phải có được